gym tập luyện. Chắc chắn có rất nhiều lần trong đời bạn đến phòng gym mà bạn bị uể oải, bị choáng do thiếu năng lượng. Lý do là do đâu? Bạn nghĩ trong đầu bạn sẽ tập 60 phút, nhưng mà 20 phút bạn đã không thể nâng nổi cục tạ và không thể tập tiếp. Lý do là do đâu? Năng lượng hấp thu nhanh nó cực kỳ quan trọng cho việc tập luyện. Nhưng còn gì nữa? Nhưng bạn không thể nào bỏ quên năng lượng hấp thu chậm, bởi vì bạn muốn kéo dài buổi tập 60 phút với những bài tập cuối rất là nặng như squat, deadlift hay là burpee lên xuống. Bạn cần năng lượng hấp thu chậm và có rất nhiều cách cho vấn đề năng lượng này. Đừng quên ăn trước khi tập. Không ăn trước khi tập, đừng đi tập, chi cho mất công. Vậy thì trước tập chúng ta nên ăn gì? Cơm, phở, bún, bánh, trứng, chuối hay bánh kem? Hay là phô mai? Hay là chuối? Hay là bắp? Chúng ta nên ăn gì? Chúng ta cùng phân tích vấn đề này nha. Ok, hai các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Lò Fitness. Có rất nhiều câu hỏi xung quanh vấn đề tập gym, đặc biệt là vấn đề ăn trước tập. Có nhất thiết phải ăn hay không? Chắc chắn trong đời của bạn rất nhiều lần đến gym bạn bị ở ngoài hoặc là choáng do thiếu năng lượng. Vậy vấn đề là do đâu? Vấn đề là thật sự cơ thể của bạn, một cái khối cơ này mà muốn cầm tay bạn nâng lên 10kg, 20kg, bạn không thể nào bạn uống nước lọc để bạn nâng được. Bạn cũng không thể nào mà bạn có thể ăn rau để bạn nâng được, nhưng mà bạn có thể ăn mì gói để bạn tập được. Nhưng điều đó không hợp lý. Không hợp lý là vì sao? Bởi vì một gói mì nó có cho bạn 500 calorie nhưng mà nó chỉ có từ năng lượng từ tinh bột và chất béo, nghĩa là nó bơm năng lượng vô cho bạn, nhưng mà năng lượng của nó rất nhiều và hấp thu rất là nhanh. Nó đồng nghĩa với việc là khi bạn đưa năng lượng nó vô, nó làm bạn xây dựng cái khối lượng mỡ trên cơ thể của bạn rất nhiều và rất nhanh. Rồi, có vấn đề là bạn ở ngoài thường là với những người mà hay tập buổi sáng, hoặc là những người làm văn phòng mà sau khi 5 giờ chiều đi làm về tót luôn tới phòng tập. Ôi trời ơi, các bạn không thể nào mà sau một giấc ngủ bạn huy động một cái khối lượng năng lượng lớn cho những việc tập tạ, dù nâng cuốn tạ, dù đẩy ngực, dù đẩy vai, gồng cơ bắp lên hết cỡ mà bạn có thể tập được một khoảng thời gian dài hay là lâu mà bạn không bị mệt hay là bạn không bị choáng được. Điều này rất là khó, bởi vì bạn sẽ bị tụt huyết áp, tụt đường, năng lượng trong cơ thể của bạn nó giống như cái ly này. Khi bạn ăn vô nó dự trữ đầy cái ly. Bạn ăn lúc 12 giờ chiều, cho là 3 giờ chiều bạn ăn nhẹ nó còn nửa cái ly. Bạn làm đến 5 giờ chiều nó còn nhiêu đây. Bạn chưa ăn gì hết, bạn tới phòng tập nó còn nhiêu đây à. Nó khởi động 10 phút hết bả ra, còn như thế nào tập. Rồi, 6 giờ tối bạn nạp đầy ly. Bạn ngủ tới 6 giờ sáng nó còn cũng có chút ép gì à. Bạn chỉ tập được có 10-15 phút thôi là bạn hết sức rồi. Bình thường với những người mà người ta có thể quen tập buổi sáng, họ có thể là ăn nhẹ một cái gì đó, hoặc thậm chí họ nhịn đói, họ tập, hoặc họ uống một muỗng whey protein để họ tập. Nhưng vấn đề ở chỗ năng lượng rất là ít, họ chỉ đủ sức để họ tập những bài thể lực nhẹ nhàng. Tôi đã từng thử cách này rất là nhiều rồi. Tôi chỉ đủ sức để tập, ví dụ như hít xà đơn 3 hiệp 15 cái, hít đất 3 hiệp 30 cái, hoặc là nhẹ nhàng 3 hiệp 100 cái, với tôi vậy là khởi động nhẹ nhàng. Và nó chỉ có thể nhẹ nhàng mà tập như thế thôi. Tôi sẽ không thể nào mà sáng chưa ăn gì hết mà tôi bưng cục tạ 100kg lên tôi đẩy, điều đó là không thể. Bởi vì khi mà bạn tập, bạn bước vô phòng tập, bạn nghĩ trong đầu bạn sẽ tập 60 phút, nhưng 20 phút sau bạn đang rã rời và choáng váng. Năng lượng khi đó gọi là hết năng lượng dự trữ, hết năng lượng để nó sinh ra công, cũng như hết năng lượng để nó vận chuyển và xây dựng, và vận chuyển và kích thích cơ bắp. Năng lượng vận chuyển và kích thích cơ bắp. Rồi, như vậy thì năng lượng nó bao gồm năng lượng hấp thu nhanh, nó cực kỳ quan trọng trước khi tập. Ví dụ trước khi tập bạn ăn nho hoặc táo như thế này khoảng 30 phút trước khi tập. Tại vì những cái này nó có vị ngọt. Vị ngọt là có đường. Đường là chỉ số glycemic index cao. Nó giúp năng lượng của bạn vọt lên cao. Thì khi đó bạn sẽ bùng nổ sức trong khoảng 30 phút tiếp theo. Cho những bài tập nặng mà ưu tiên bạn tập, ví dụ như squat, deadlift, barbell press, đẩy ngực, đẩy lên 60, 70, 80, 100. Rồi sau đó nửa tiếng cuối buổi tập bạn tập vừa vừa, nhẹ lại hơn chút. Đó là gọi là năng lượng hấp thu nhanh. Nhưng năng lượng hấp thu chậm nó lại càng quan trọng hơn. Nếu bạn tập dài và dai sức, chắc chắn bạn không thể nào muốn việc là 30 phút đầu tập rất là tốt, nhưng 30 phút sau cái mức tạ của bạn nó suy giảm xuống, đúng không? Bạn muốn tập luôn luôn, thậm chí là với nữ, bạn không thể nào bạn muốn là 30 phút đầu trời ơi nhảy chân mình chắc, nhảy dây lướt bụng dù dù dù, tự nhiên 30 phút cuối gặp bụng không, gặp cũng lên cũng nổi, bắt đầu hơi mệt, bắt đầu choáng. Mà cái bài tập mà tôi giao cho các bạn đăng ký khóa học online của tôi á, là tôi toàn giao mấy bài copy vô cuối không à. Khi đó bạn cần huy động năng lượng, đó là năng lượng hấp thu chậm đến từ những cái loại tinh bột hấp thu chậm, ví dụ cơm, phở, bún, bánh,
Như vậy hoa lan, yến mạch, như vậy thì nó cho chúng ta ra một cái thực đơn lý tưởng. Ví dụ 5 giờ chiều bạn đi làm về, tôi không nói là bạn về nhà bạn ăn cơm, mà ví dụ như bạn đi ăn ngoài, bạn có thể ăn một tô bún bò với bún bắp bò. Bắp bò nha, chứ không phải giò mỡ nha. Giò nạc chứ không phải giò mỡ nha. Bắp bò chứ không phải là mỡ bò hay là gân bò nha. Nó cung cấp cho bạn vừa tinh bột vừa protein. Protein để làm gì? Bền sức. Tinh bột hấp thụ chậm làm gì? Bền sức. Và trong cái nước bún bò đó nó có một ít đường rồi, nó sẽ làm năng lượng của bạn tăng cao rất là nhiều. Và 45 phút sau rồi bạn có thể vô buổi tập. Bạn tập liên tục 3 tiếng đồng hồ ha. Sorry, bạn tập liên tục 1 tiếng đồng hồ. Bởi vì cái tô bún bò đó nó còn có 3 tiếng đồng hồ để nó tiêu hóa và hấp thụ hết từ từ. Khi đó bạn có đủ năng lượng để bơi hết buổi tập. Còn buổi sáng thì sao? Buổi sáng, ví dụ bạn tập 6 giờ sáng, bạn muốn tập 6 giờ sáng bạn phải dậy từ 5 giờ sáng. Bạn một quả chuối chẳng hạn, một quả trứng. Nên như vậy cái buổi tập của bạn nó sẽ bền hơn. Như vậy thì với cái việc buổi sáng và chúng ta nên ăn gì trước khi tập, cơm, phở, trứng, chuối, nó sẽ rơi vào vấn đề giống như mình vừa nói. Cái buổi tập của bạn nó cần cho bạn vừa năng lượng hấp thu nhanh, vừa năng lượng hấp thu chậm, vừa protein. Vừa protein để làm gì? Để nó tổng hợp, nó tổng hợp và nó phân tích thành các protein, nó cung cấp cho các bó cơ để có thể gồng cơ lên bạn mới tập chứ. Cái nam và cái nữ, các bạn tập tay chẳng là nữ, các bạn không tập tay à? Không, các bạn phải tập toàn diện và toàn bộ. Điều đó nó dẫn đến một việc là năng lượng trong cơ thể của bạn nó luôn luôn cần đầy đủ những vấn đề đó, và thậm chí nó còn thêm rau củ quả trái cây đó. Một bữa tương đối là ví dụ sức bạn ăn 10 phần thì trước khi tập khoảng 1 tiếng bạn hãy ăn cỡ 7 đến 8 phần cái sức ăn của bạn đó. Các bạn hãy đừng lựa chọn những món ví dụ như là canh gà, trứng nước mắm, bắp rang, bơ, hot dog mà ăn mấy cái đó vô khó tiêu lắm. Và nó không tiêu kịp thì nó cũng là bị dội. Nó không tiêu kịp thì bạn không thể cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể cho buổi tập. Mà nó vô buổi tập bao tử nó còn đang hoạt động, nó tiêu hóa, bạn chết ngắt liền. Bạn cũng bị thiếu năng lượng. Thiếu năng lượng này là do cái trường hợp là năng lượng nó phải vừa cho cái bao tử của bạn để nó tiêu hao cái lượng đồ ăn thừa chưa tiêu hết, nó vừa phải bơm lên não vừa phải bơm lên cơ, và bạn bị thiếu năng lượng, không cân đối, bạn năng lượng nó không bơm đều cơ thể, thế là bạn bị choáng. Rồi như vậy cái vấn đề ví dụ như buổi chiều hay buổi sáng tôi nói rất là rõ, hãy cố gắng để làm sao cung cấp được năng lượng, bạn phải làm phép thử và bạn phải ghi chép lại. Ví dụ như 30 phút trước khi tập bạn ăn nhiêu đó bạn tiêu kịp, nhưng 1 tiếng trước khi tập bạn ăn nhiêu đó bạn tiêu kịp, bạn ăn nhiều hơn bạn tiêu không kịp, thì đồng nghĩa với việc là bạn hãy ghi chép lại để biết được là cơ thể của bạn nó còn ăn bao nhiêu, ăn những cái gì để có thể tiêu hóa tiêu kịp, thì khi đó bạn mới bắt đầu có được nhiều năng lượng cho cái buổi tập, để buổi tập có thể kéo dài, để bạn có thể tập nhiều tập tốt. Và khi bạn tập nhiều tập tốt, kể cả vấn đề bạn đang tăng cơ giảm mỡ, xây dựng cơ bắp, hay vấn đề bạn đang giảm cân giảm mỡ, bạn đều cần phải tập được nhiều hơn, thì khi đó bạn mới tiêu hao được cái lượng calorie trong cơ thể thừa để bạn giảm mỡ, hoặc là hấp thu tốt hơn calorie và protein để bạn tăng cơ tăng cân. Ok, hiểu hết cả nhiều vấn đề đó chưa? Rất là nhiều. Nếu người nghèo người ta không có tiền ăn bún bò sao? Bạn có thể ăn nhiều các món khác, ví dụ như là bạn luộc sẵn trứng gà và chuối nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều, đúng không? Lúc trước khi mà tôi đi làm lương 4 triệu thì tôi ăn bánh mì ấp la. Nó sẽ rất là lý tưởng. Trứng ấp la có bơ này, có chất béo này, có rau, có hành và có cả bánh mì tinh bột. Tôi ăn xong tôi tập cũng dễ mang lắm. Thật, đó là giải pháp của tôi dành cho những bạn. Tại vì tôi đã từng trong cái thời gian, cái hoàn cảnh như bạn nên tôi sẽ tư vấn cho bạn những vấn đề như vậy. Ok, rồi chúc các bạn tập tốt. Và nhớ là bạn không ăn thì bạn đừng có tới phòng tập chi cho nó mất công. Đừng có nghĩ là bạn ăn cái ngày bạn uống nước lọc, bạn ăn rau xong bạn tới phòng tập bạn tập như thần được, không có đâu. Đó, bạn đang phá hoại cơ thể của bạn đó. Thiếu chất mà bạn vô phòng tập là cách tự sát. Cơ thể của bạn nó sẽ dễ dàng bị tổn thương, dễ dàng bị chấn thương, và dễ dàng làm cho bạn nản chí. Bạn sẽ cảm thấy là bạn tập mà không có sức, bạn tập rất là ở ngoài 2 ngày, 3 ngày tới ngày thứ 4 bỏ cuộc. Và coi như là cái quá trình mà bạn xây dựng cái tinh thần, bạn coi YouTube của tôi mấy ngày mấy đêm để bạn xây dựng tinh thần, mà bạn lớp sát đến phòng tập, cuối cùng bạn không ăn, mà không có năng lượng để bạn tập. Và thế là bạn bỏ cuộc, bạn bỏ cuộc coi như bạn uổng phí thời gian không. Và bạn cơ thể của bạn nó sẽ không thay đổi, bởi vì quá trình cơ thể của bạn nó muốn giảm cân giảm mỡ hoặc nó muốn tăng cơ tăng cân là quá trình dài, tính bằng quý, tính bằng năm, và nó không có chỗ cho việc lười ăn. Nhưng
cũng không có chỗ cho việc quá ham ăn, mà chúng ta phải ăn một cách khoa học để bạn có thể khi nào năng lượng cần. Tất nhiên bạn không thể nào bạn ăn nhiều lúc mà bạn không tập được, mà hãy ăn một cách khoa học và hợp lý. Còn nếu bạn thấy vấn đề là quá rắc rối, cứ inbox fanpage đăng ký khóa học online của tôi nha. Rồi, chào tạm biệt các bạn nha. Rồi, ok, tới bài tiếp theo. Bài này cần cái sức thể lực của em rất là lớn. Hãy cố gắng tập trung. Ở cái góc độ nhìn ngang, cái tay sẽ để như thế này, khoảng cỡ này, hoặc là để tự do cỡ như vậy đi, cho thoải mái nha. Rồi, sẽ squat xuống rất là nhanh, sau đó sẽ đứng dậy rất là nhanh như thế này. Khi mà đứng dậy á, hãy lưu ý là để mà nhanh như vậy á, em không có trụ nguyên cái lòng bàn chân, mà em sẽ hơi búng nhẹ lên mũi chân lên gì nha. Rồi, và đúng cái động tác đó thì mình sẽ tập là kéo gối từng bên kết hợp, nghĩa là xuống và lên như thế này, xuống nè. Rồi khi em nhón lên á thì em phải hơi nhón mũi chân lên một xíu. À, rồi 10 cái mỗi bên chân, cố gắng lên. Bài này hơi khó. Quát nhanh xuống. Đừng xếp tay lên nhau như vậy, để thả lỏng gì cơ thể nó mới tự nhiên, nó mới lên xuống nhanh được. Rồi, xuống. Rồi, kéo gối cao lên. Đúng rồi, hơi nhón cái chân trụ lên xíu. Cao lên. 2. Khi em kéo gối lên á, em duỗi cái mũi chân lên xíu, em mới có đà, em đi xuống, em đi xuống mày đi lên được nha. Rồi xuống, nhìn gương cho dễ. Tay giữ nguyên vị trí, tay giữ nguyên vị trí. Nè, xuống nè. Nó hơi xoáy người lên xíu, hiểu không? Rồi, đó, nén lên. 6, tay giữ nguyên trên cao, tay giữ nguyên trên cao. 7, nhón mũi chân lên. 8, 9, nhón mũi chân lên em. 10, ok, thở nha. Nhìn anh làm nè, cái mũi chân em á, nó phải linh hoạt lên một xíu, lúc nào cũng linh hoạt trên mũi chân á, thấp xuống một xíu, nhỏ. Nào, hơi xoay nhẹ người lên một xíu. Rồi, thở đi, bài này khá là khó, chúng ta cần cơ thể nó chuyển động một cách linh hoạt hơn. Thay đổi cái mũi chân ra, đứng nhịp nhàng cái mũi chân như thế này, để chúng ta xoáy nó lên nha. Rồi, cố gắng lên nè. Rồi, xuống nè. Rồi, xuống nè, xuống theo nhịp của anh nè, nhìn cái gương. 2, 3, xuống, lên. Lên, đó, giống như anh nhảy lên vậy, nhảy bằng mũi chân lên vậy đó. Đó, rồi đúng không? Nhanh nữa lên, xuống sâu vô. 6, ráng lên. 7, đấy. 8, giữ mũi chân lên luôn. 8, tới luôn. 9, 10, ok, thở, rồi, khá tốt. Cố gắng nha, chụp bạn. Mình năng động hơn, mình bốc hơn, mình dữ dội hơn, nhanh hơn nữa nha. Bạn ráng lên nha, tăng tốc lên xíu nha. Rồi, ok, vô. Rồi, xuống nha, xuống, lên, xuống, xuống sâu vô, bật mạnh lên, bật nhóm cái chân lên luôn, 4, tới luôn, 5, nữa, 5, 6, kéo kéo lên, nhóm chân lên, lúc lên em nhóm cái chân trụ cho mặt đất lên anh xem nè, lúc lên nhóm cái chân trụ cho mặt đất lên luôn, ráng lên, bật mạnh lên, chân bên phải kìa, lên, nhóm lên luôn, chân bên phải, lên nhóm lên luôn. Ừ đó, đúng rồi. 9, kéo gối lên. 10, ok. Rồi, khá tốt. Rồi, thở. 30 giây nghỉ, thở vô hiệp 4.
nha, thả lỏng chân đi em, thả lỏng chân, đừng đứng căng cứng quá, em làm sao mà chân của em nó nhịp nhàng nha, đó, nhịp nhàng lên, di chuyển thử đi, thả lỏng ra, nhịp nhàng, rồi, vô, nhịp bốn, lên xuống nhịp nhàng, xuống sau lên, xuống sau thì bật cao, người lên luôn, đúng rồi, bật cao người lên luôn, năm rồi. Vậy mỗi bên nắng lên, xuống sau bật cao, mấy cái cuối bật cao lên, xuống thịt sau bật thịt cao lên, 8 tới luôn, 9 tới nữa đi, nữa nè, 10 ok, rồi ổn, rồi thở,